Con tên là Thủy Bình. Suốt 3 tháng vừa qua trong chương trình con đã học được rất là nhiều. Khi nhớ lại cái ngày đầu tiên á, cái lúc vừa bước vào chương trình thì con rất là bỡ ngỡ. Thầy Thiện đã hướng dẫn cho con bước lên sân khấu làm thế nào để thật là tự tin bản lĩnh. Đã trong người chú cho nên chú đứng lên, chú ủng hộ con. Và cái đứng lên đó của chú đã nói lên hết tất cả những cái lời khen tặng của chú dành cho con. Tuyệt vời. Con hết sức hay. Thực sự cháu là người Việt Nam đầu tiên hát bài You Raise Me Up mà chú thích. Wow, hay quá con ơi. Con hát sao mà nguyên cả vũ đoàn dựng tóc gáy hết. Thực sự cháu đã đốt sân khấu cháy bùng bùng, mọi người rất phấn khích theo cháu. Bữa nay cái giọng của con phải nói là xuất sắc. Cô Hiền Thục đứng lên vỗ tay cho con. Rất hay, mặt hướng này, mắt hướng hướng này, rồi thì kể cả cả những cái hành động của con là rất chuẩn. Trong lòng của chú rất là vui, cặp mắt của con không còn láo liên như trước nữa. Đúng rồi. Đây là lần đầu tiên trong tất cả các gương mặt thân quen nhí, một người hát cải lương nhỏ mà hát chuẩn nhất là đây. Trong quá trình tập thì con đã gặp rất là nhiều khó khăn. Có những lúc thì thầy Thiện đã tức giận với con. Và lúc đó con cảm thấy rất là buồn và cũng hơi một tí giận. Sau đó thì con cố gắng và con tập được thì con với thầy cũng rất là vui. Con nghĩ thầy Thiện không có giận được con đâu. Tại vì mỗi lần á mà thầy Thiện giận á thì con khen thầy Thiện đẹp trai á là thầy Thiện vui lên liền à. Và có những lúc mà Thiên nhìn thấy bé bệnh, Thiện rất là buồn. Có một cái khoảnh khắc mà Thiện cảm thấy rất xúc động khi mà Thiện dẫn bé vào khám thì bé rất là sợ. To con như vậy á mà lại rất là nhát, cõi nắm tay mình. Thầy ơi, con sợ quá, thầy ơi con sợ quá. Thiện với bé đã có những cái kỷ niệm rất đẹp với nhau. Con mong là khi ra khỏi chương trình thì con vẫn còn giữ liên lạc với thầy Thiện. Và con cùng với thầy Thiện đồng hành trên con đường nghệ thuật. Dù thế nào đi nữa, dù con muốn theo công việc ca hát thì con vẫn phải học thật giỏi và luôn là một cậu bé tươi bình, ngoan ngoãn, nghe lời và vâng lời thầy. Đêm nay là đêm cuối cùng và cũng là đêm chung kết của chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017. Thì tối nay con sẽ cố gắng hết mình, cố gắng 200-300% luôn. Và mọi người hãy nhớ ủng hộ cho con thật là nhiều nhé.